Sáng 20 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Trường Tiểu học Thăng Long, Hà Nội. Thành lập năm 1929, trải qua 90 năm đồng hành cùng thủ đô và đất nước, Trường Tiểu học Thăng Long đã viết nên lịch sử của riêng mình, lịch sử của một ngôi trường kiên trung trong sự nghiệp trồng người, bền bỉ tinh thần dạy tốt, học tốt. Nhiều nhà giáo của Trường Tiểu học Thăng Long trước Cách mạng tháng 8, sau này đã trở thành những nhà cách mạng, nhà văn hóa, cán bộ lãnh đạo có tên tuổi như Đặng Thái Mai, Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Phan Thanh, Bùi Kỷ. Đông đảo cựu học sinh của trường đã trở thành những cán bộ cốt cán, những chuyên gia khoa học kỹ thuật, bác sĩ, nhà giáo, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa truyền thống đó, các thế hệ giáo viên của trường luôn đoàn kết, tâm huyết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã giành được nhiều thành tích trong phong trào thi đua hai tốt. Hàng trăm học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi. Với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân huy chương cao quý. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long sẽ tiếp tục ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học. Các em học sinh phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ để trở thành chủ nhân tương lai của thủ đô và đất nước.